Implant là gì? Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với Nha khoa Việt Đức và tôi Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hồng Quang. Hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn một vấn đề, đó là implant là gì. Chúng ta thường nghe về vấn đề implant và chúng ta cũng có thể xem trên internet và đôi khi cũng có thể xem một số những cái video quảng cáo. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn đó là implant là gì. Ngày trước khi mà chúng ta bị mất một cái răng hoặc một số những cái răng nào đó, giống như trường hợp này, khi mà chúng ta muốn làm một cái răng cố định ở đây, chúng ta sẽ phải làm mài nhỏ hai cái răng bên cạnh đi, và chúng ta sẽ làm một cái cầu liền ba cái răng như thế này vào để tạo thành một cái cầu răng ba chiếc hoặc có thể dài hơn. Khi đó hai cái răng trụ bên cạnh nó dính liền với cái răng ở giữa để nó có thể gánh được cái lực ăn nhai cũng như là nó có thể lưu giữ được, bởi vì nó không có chân. Đó là cái phương pháp cổ điển, hay chúng tôi thử gọi là phương pháp kinh điển. Từ xưa đến giờ chúng ta hay làm cái phương pháp này. Đây cũng là một phương pháp tốt mà. Tuy nhiên từ những năm 1964, implant thì có thể về lịch sử nó rất là lâu rồi, nhưng mà những cái implant hiện đại thì thực tế từ những năm 64 trở đi thì người ta đã có những người đầu tiên cấy implant. Và khi cái bệnh nhân đó mất vào năm 2003 thì implant đó vẫn còn ở trong miệng. Đó là cái cây implant đầu tiên trên thế giới. Thì cái phương pháp nó là gì? Cái phương pháp của nó, thay vì cái việc mà phải mài hai cái răng bên cạnh đi, thì người ta sẽ tiến hành, người ta cấy một cái trụ bằng titan nguyên chất ở trong xương hàm. Sau khi cấy vào một thời gian, thông thường có thể là khoảng chừng 3 đến 4 tháng, thì cái phần xương nó sẽ tích hợp, nó gắn chặt vào cái phần trụ implant đó. Từ đó người ta sẽ lắp cái phần răng lên và để tạo một cái răng sứ như bình thường. Thì cái phương pháp này gọi là cấy chân răng nhân tạo. Đây, cấy vào một cái chân răng nhân tạo và sẽ làm nên một cái răng giống như thế này, đảm bảo được có thể là cái chức năng ăn nhai. Đấy chính là cấy ghép implant, hay gọi là cấy ghép nha khoa. Với mặt cấu tạo của một răng implant thì thông thường cũng có 3 phần. Cái phần thứ nhất là trụ implant, 2 là cái phần kết nối, chính là cái phần này, và 3 là phần răng sứ, phần kết nối. Nó sẽ kết nối giữa răng sứ và cái trụ implant này. Đó là cấu tạo của một răng implant. Và ở mỗi một vùng khác nhau thì người ta sẽ lựa chọn những cái kiểu implant hay những cái cấu tạo kết nối này nó sẽ khác nhau. Ví dụ vùng răng hàm, vùng răng cửa thì bác sĩ sẽ căn cứ vào tùy từng khách hàng, tùy tình trạng xương để có thể mà cấy cho nó phù hợp. Nhưng để khảo sát được cái việc xương này có đủ hay không, có đủ việc cấy nó hay không, thì chúng ta tốt nhất là nên khảo sát bằng một cái phim gọi là phim cắt lớp CT. Ví dụ như là nó sẽ có thể chụp được cái không gian 3 chiều để có thể thấy được toàn bộ răng cũng như xương hàm. Đây là cái hình ảnh dựng lại của phim. Còn lại là chúng ta, trong trường hợp mà chúng ta có thể xem được mật độ xương này, xương nó xốp hay nó đặc, hoặc là cái xương nó đủ chiều cao, đủ chiều rộng hay không để chúng ta cấy. Và đặc biệt là nó có thể thấy được các mốc dây thần kinh để chúng ta có thể tránh được những cái mốc giải phẫu, tránh được những cái tai biến trong quá trình cấy implant. Gần như là cái quy trình cấy ghép implant tại Nha khoa Việt Đức thì hoàn toàn gần như 100%. Chúng tôi toàn bộ sẽ khảo sát bằng cái phim này cho khách hàng trước khi mà cấy, và kể cả sau quá trình cấy là chúng tôi cũng khảo sát bằng cái này để xem cái mức độ tích hợp rồi là cái kết quả cho khách hàng. Nếu các bạn còn thắc mắc bất kỳ điều gì về implant, xin hãy comment phía dưới video này, tôi sẽ trả lời cho các bạn. Các bạn cũng có thể truy cập vào website, fanpage hoặc kênh YouTube của Nha khoa Việt Đức để có thể tìm hiểu hơn, sâu hơn về vấn đề implant nha khoa. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.